Vâng, xin kính chào các bác. Vừa rồi thì có một bác muốn check quay video kỹ lưỡng về cái bộ bàn trà gỗ đu nghiến ngày hôm nay, thì đồ gỗ bàn sáu sẽ quay và check chi tiết cũng như là giới thiệu về những cái đặc điểm trên cái bộ bàn ghế này cho một bác đang quan tâm, và cũng còn có rất nhiều bác đang muốn theo dõi. Thì trong cái bộ bàn ghế này, khi mà khách hàng mua thì cái sẽ có tổng thể đó là 8 chiếc đôn ở xung quanh đây. Đấy, với những chiếc đôn này thì bên đồ gỗ bàn sáu tuyển chọn toàn là những cái phôi gỗ mà hàng rất là nhiều nu. Đấy, còn về phần bàn này được thiết kế là 2 tầng đấy, và được gắn ghép với nhau bởi những cái phần ốc vít siết rất là chặt và chắc chắn luôn. Đấy, tổng thể khi quý khách hàng mua thì sẽ có tổng đó là 8 chiếc đôn cho cái bộ bàn này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về phần bàn, em sẽ quay gần hơn. Phần bàn thì quý khách hàng có thể nhìn thấy đó là hai cái mặt được đặt lên trên cái bàn này. Đấy, vì cái mặt này cao hơn này, một cái mặt bên này thì là thấp hơn, để cho thứ nhất là được diện tích nó đứng đồ được nhiều, thứ hai nữa là do cái phần chân này, hay do cái phần chân của cái bàn này đấy, thì là được làm từ một cái phôi nu nghiến hàng về thân của gốc nu nghiến đấy, thì nó rất là dài sang phía bên kia, vì vậy là sẽ thiết kế thêm một cái mặt nữa, thiết kế thấp hơn để tăng thêm cái độ độc đáo. Thế từ cái phần bên dưới này cũng có đây, có rất là nhiều phần nu gai đấy, của cái hàng này là hàng nu nghiến các bác nhá, hàng nu đấy, rất là đẹp và đẳng cấp luôn. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là cái phần mặt rất là dày. Đây tôi sẽ đo cho quý khách về cái phần mặt dày này đấy, mặt trên này thì dày lên đến là 9 cm nhá, rất là dày. Và kích thước về cái phần mặt trên này thì sẽ là 88 này đấy, nhân với lại là 81. Đấy, 88 x 81 thì cái này các bác để được hai bộ ấm chén to luôn. Đấy, hai bộ ấm chén to. Hoặc là để một bộ ấm chén và để thêm những cái vật dụng khác. Đấy. Tiếp theo là cái phần mặt bên dưới này. Đấy nhá. Đấy, cái mặt bên dưới này sẽ đo các bác về bề dày. Bề dày sẽ là vào khoảng là 7 cm nhá. Đấy, nó sẽ mỏng hơn một chút. Và cái phần mặt thì chiều rộng tôi sẽ đo áng chừng nó vào là 85 đấy, và cái phần rộng nó sẽ vào khoảng là 52 cm đấy. Đấy, trên thì chúng ta để ấm chén, bên dưới này chúng ta để những cái vật phẩm ví dụ như là những cái pho tượng đấy, hoặc là chậu những cái lọ hoa đấy, để trang trí trên cái bàn tiếp khách này cũng được các bác nhá. Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn cái phần bề mặt đi, em quay gần vào cái phần bề mặt phía trên này. Mặt bên trên này thì bên đồ gỗ bàn sáu để một cái phôi gỗ là hàng rất là nhiều nu, bởi vì cái mặt trên này là cái mặt tiếp khách mà sẽ quan trọng nhất đấy. Nu thì giới thiệu các bác, đây là nu của vùng nu nghiến các bác nhé, của vùng nu nghiến Thái Nguyên. Nu nghiến Thái Nguyên nó sẽ khác so với những dòng nu trên các cái địa phương khác, đó là nu này là nu gọi là nu chân chó đấy các bạn đấy, là những cái đường nu nó nhỏ, nu rất là nhỏ. Nếu như các bác mà chơi nu nghiến nhiều, các bác có thể biết là nhiều các cái phôi mà làm trên chất liệu gỗ nu nghiến ấy, thì vân thì nhiều mà nu thì ít, mà đường nu nó rất là to và loang thì nó không được đẹp các bác nhá. Đấy, vân nu nó phải nhỏ đều như này mới đẹp. Đấy, đấy là cái phần mặt bên trên các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, và sẽ được gắn với nhau bằng những cái phần đó là ốc vít các bác nhá. Bắn vít. Đấy, bắn vít rất là chắc chắn. Thì cái điều này thì sẽ giúp cho chúng ta là sử dụng bàn nó không bị lung lay, không bị lung lay. Đấy, và cái vấn đề về di chuyển nó cũng dễ khi mà chúng ta khênh. Còn cái mẫu này khi mà chúng ta di chuyển phải rất nhiều người mới khênh được, vì hàng nu nghiến là hàng rất là nặng. Đấy, kích thước của cái phần chiều cao tổng thể của cái bàn này tôi sẽ đo đó là 57 các bác nhá, 57. Đấy, và chiều dài phủ bì thì đấy, tôi sẽ đo áng chừng cho các bác nhé, rơi vào khoảng 1m3 đấy. Thì các bác phải theo dõi video, các bác phải để ý đến cái kích thước để chúng ta làm sao mà bài trí cho cái không gian mà chúng ta định mua cái bộ này ấy, thì nó phải cân đối các bác nhé. Ok, về cái phần bàn thì đã giới thiệu rất là chi tiết cho các bác. Tiếp theo đến phần đôn đấy. Đôn thì sẽ có rất nhiều, ở đây 8 chiếc đôn. Đây em sẽ quay chiếc đôn này trước. Đôn thì sẽ được thiết kế giống nhau, đó là được làm
Phần thân là một khúc nu nghiến này, còn phần dưới này là một cái tấm nu nghiến khác để thiết kế làm phần chân. Sẽ phần bên dưới sẽ được lựa chọn cái gỗ là nó sẽ rộng hơn để nó chắc chắn các bác nhá. Đấy, và làm dày hơn, hàng thì rất là nhiều nu. Còn về phần bề mặt này thì sẽ làm mặt sẽ là dày khoảng là 2 cm. Đấy. Bề mặt thì toàn chọn những cái bề mặt mà nhiều nu thôi. Em sẽ quay lên phần bề mặt cho các bác thấy này. Đấy. Nu ngoài này là nu chân chó các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Rất nhiều nu về phần mặt. 8 chiếc đôn này, bề mặt nu đều nhau tam tấp luôn các bác nhá, không có cái nào gọi là bị ít nu đâu, rất là đều và đẹp các bác nhá. Đấy, hàng PU nhãn đẹp luôn. Đấy. Thì cái phần kích thước thì đôn sẽ làm mới một cái kích thước chung. À, tôi sẽ đo cho các bác về kích thước chung là cao ấy, sẽ là 41 nhá, khoảng là 41. Đấy. Mặt thì nó sẽ rơi vào khoảng là 35 đến 40. Đấy. Thì vì là hàng này là chủ yếu là để tăng cái độ độc đáo thôi, và cái kích thước nó cũng sẽ không hẳn là cố định zin đâu các bác nhá. Đây phần bề mặt chỗ đôn này rất là đẹp các bác nhá. Hàng nu nghiến này là một trong những cái hàng mà được rất là nhiều khách hàng mua, bởi vì là nó đẳng cấp về phôi gỗ này, và nó sử dụng nó sẽ có nét độc lạ này. Thứ hai nữa thì là với những cái đường nu này là hàng nổi bật các bác nhá. Nổi bật, và chất gỗ thì không phải bàn nhiều. Chất gỗ thì rất là cứng này, chắc này và nặng, và không có lo bị mối mọt gì cả. Vì vậy hàng nu nghiến luôn là hàng ưu tiên hàng đầu. Đấy. Rất đẹp luôn. Vâng, và vừa rồi thì tôi cũng đã chia sẻ cho tất cả một khách hàng, để một khách hàng có thể biết được là check chi tiết về bộ bàn ghế nu nghiến để chúng ta hiểu rõ hơn, cũng như là chia sẻ luôn cho tất cả các bác mà đang thắc mắc và đang quan tâm muốn mua những cái bộ bàn trà gỗ nu nghiến. Thì cái bộ bàn trà này thì sẽ các bác mua sẽ có một bàn và 8 chiếc đôn. Tôi cũng sẽ báo luôn cái giá thành của mẫu này. Đấy. Mẫu này khi đồ gỗ bàn 6 bán tại cửa hàng sẽ có giá niêm yết đó là 45 triệu đồng. Đấy, khi quý khách hàng muốn quan tâm đến cái bộ này có thể liên hệ đồ gỗ bàn 6 với số điện thoại 0968 152070 hoặc 0972 282070. Và quý khách hàng thì có thể nhắn tin đến Zalo, đồ gỗ bàn 6 sẽ chụp hình từng cái chi tiết của đôn, từng cái chi tiết của bàn để cho khách hàng có thể nắm rõ chi tiết một lần nữa khi chúng ta mua hàng, để mua được cái sản phẩm chất lượng nhất. Và đối với cái mẫu này thì đồ gỗ bàn 6 chỉ có thể bao cước cho khách hàng đó là dưới 60 cây số, còn trên 60 cây số thì quý khách hàng sẽ phải chịu thêm phí cước, bởi vì một cái bộ nu nghiến như thế này thì nó rất là nặng. Đấy, cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay, và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các nội dung tiếp theo.